Ảnh hiếm thuở nhỏ của Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang và Việt Hương, bốn cây hài xuất sắc, có đông đảo lượng fan yêu thích nhất hiện nay là Hoài Linh, Trấn Thành, Việt Hương và Trường Giang, thuở nhỏ trông đã hết sức đáng yêu. Hoài Linh tên đầy đủ là Võ Nguyễn Hoài Linh, sinh ngày 18 tháng 12 năm 1969 tại Cam Ranh, Khánh Hòa, quê quán của cha mẹ anh ở Đại Lộc, Quảng Nam. Từ nhỏ anh đã có gương mặt thông minh, lém lĩnh. Hoài Linh thứ hai từ phải sang trái hàng sau, khuôn mặt anh lớn lên vẫn giữ nguyên những đường nét cũ. Thời thanh niên Hoài Linh cũng rất ra dáng dân chơi. Trong bức ảnh này có Hoài Linh, Bằng Kiều, Đàm Vĩnh Hưng khi còn rất trẻ. Bức ảnh cưới hiếm hoi của Hoài Linh và vợ, hai người có một con trai chung hiện đang sinh sống tại Mỹ. Trường Giang khi nhỏ là một cậu bé thông minh lanh lợi, nụ cười rạng rỡ vẫn theo Trường Giang từ bé tới lớn. Ít ai ngờ khi nhỏ Trấn Thành trông lại thế này, một cậu bé dễ thương hết nức. Trấn Thành được mẹ cho diện quần jean rất sành điệu. Việt Hương thời còn là một bé gái mới lớn. Gương mặt bầu bĩnh xinh xắn của Việt Hương, ít ai ngờ sau này chị lại trở thành một cây hài xuất sắc. Sau việc nói gì khi Hoàng Thùy Linh dám đối diện với scandal 10 năm về trước, từ một vàng anh lỡ sao vào vũng bùn biến thành phượng hoàng lũ sau 10 năm, Hoàng Thùy Linh đã khiến nhiều sao Việt cũng như fan ngưỡng mộ và khâm phục. Những ai từng yêu bộ phim Nhật ký vàng anh chắc hẳn còn nhớ đến scandal của nhân vật chính do Hoàng Thùy Linh đóng vai. Chính nữ diễn viên đã từng lên sóng truyền hình khóc nức nở, mong mọi người tha lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh trong sáng của vàng anh trong mắt khán giả. Trong 10 năm qua, Hoàng Thùy Linh đã nỗ lực rất nhiều để vượt lên bản thân, cố gắng tìm lại danh dự, lòng tự trọng cho mình. Dù nhiều lần bị nhắc lại quá khứ với sự mỉa mai, nhưng Hoàng Thùy Linh vẫn im lặng chịu đựng. Và cuối cùng, từ khi vàng anh biến thành phượng hoàng lửa, Hoàng Thùy Linh mới quyết định nói về quá khứ. Sáng ngày 3 tháng 10, buổi họp báo giới thiệu quyển tự truyện mang tên Vàng Anh và Phượng Hoàng của Hoàng Thùy Linh đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung cuốn sách lấy từ chính câu chuyện Từ Hero trở thành Zero của nữ ca sĩ trước đây, cuộc hành trình lội ngược dòng đến ngày hôm nay và khát vọng bay cao ở tương lai. Hoàng Thùy Linh chia sẻ, thật ra tôi đã chứng kiến cái chết của chính mình vào ngày mà mọi người nói rằng tôi tự tử. Mọi người đã gửi vòng hoa trên đó có tên Hoàng Thùy Linh. Tôi viết cuốn sách này không phải để giải thích hay là đập tan những tin đồn kiểu như vậy, bởi vì tôi vẫn tin vào chính mình. Nhưng tôi cần cuốn sách này dành cho những người tin yêu tôi trong ngần ấy năm biết được rằng Hoàng Thùy Linh ngày hôm nay, con đường trở lại trong gai và khó khăn như thế nào. Tôi nghĩ mình nợ cái tên Vàng Anh một lời xin lỗi chân thành, và sau 10 năm thì bản thân đã có đủ dũng khí để đối diện. Những tâm sự của Hoàng Thùy Linh đã khiến người hâm mộ cũng như sau việc xúc động, nhiều đồng nghiệp, bạn bè đã gửi lời động viên đến Hoàng Thùy Linh. Bạn à, 10 năm là cả một quãng thời gian đủ dài để mọi người thấy cách bạn vượt qua biến cố và bước đi trên con đường phía trước của mình. 10 năm trước đã là quá khứ và bạn đã chăm chỉ bước đi đầy kiêu hãnh, nỗ lực từng ngày một, luôn yêu bạn và càng hy vọng bạn thành công hơn nữa vì những điều ấy xứng đáng với sự nhiệt huyết cũng như ngọn lửa đang cháy trong bạn, và Phượng Hoàng sẽ còn tung cánh bay thật cao. Cái chú sáu Quỳnh Nga nhắn nhủ tới Hoàng Thùy Linh. Diễn viên Anh Thư chia sẻ, chưa bao giờ thấy em có lỗi, chưa bao giờ đánh giá hay phán xét em, kể cả ngay thời điểm đó. Chuyện hết sức bình thường vì khi đó em đã trên 18 tuổi và em là nạn nhân. Chỉ vì em quá xui xẻo khi chuyện riêng tư bị phát tán, chỉ vì em quá đẹp, chỉ vì em là người nổi tiếng thế thôi. Xã hội này biết bao người như thế, kể cả chưa đủ tuổi thành niên, nhan nhản luôn, chỉ là em xui hơn họ. Tôi không khuyến khích hay ủng hộ, tôi chỉ ghét cái xã hội hay hồ với đám đông, chửi như đúng rồi, chửi như con người ta không được ba mẹ sinh ra, chửi như bản thân mình thanh cao trong sáng lắm. Tôi không có tin ngang, bớt bớt thanh cao mấy mẹ ạ. Nhiều sao Việt như Pha Lê, Minh Hằng, Vân Hugo, Lã Thanh Huyền, Hoàng Cu đều lên tiếng động viên Hoàng Thùy Linh. Những bí mật về gia đình chồng Hà Tăng không phải ai cũng biết. Chồng Hà Tăng có bao nhiêu anh chị em ruột, mẹ chồng cô giàu có quyền lực cỡ nào? Đây là những câu hỏi khiến nhiều người khá quan tâm nhưng chưa tìm được câu trả lời. Chồng Hà Tăng có bao nhiêu anh chị em cùng cha khác mẹ? Bố chồng Tăng Thanh Hà có hai đời vợ với 8 người con. Vợ đầu tiên của ông Jonathan Hạnh Nguyễn có tên Christina Sorano. Hai ông bà có 6 người con, 3 trai và 3 gái với nhau.
Ngoài chồng Tăng Thanh Hà, Lô Uyên Nguyễn, còn có anh trai Henry Nguyễn, em trai Philip Nguyễn và ba cô chị em gái Steffi Nguyễn, Annie Nguyễn và Jennifer Nguyễn. Trong khi anh cả Henry Nguyễn đã lập gia đình và quản lý công việc kinh doanh tại Manila, Philippines, thì Lô Uyên Nguyễn và Philip Nguyễn lại phát triển sự nghiệp tại Việt Nam. Người vợ thứ hai của bố chồng Hà Tăng là nữ diễn viên Thủy Tiên. Hai người có hai con chung, một trai và một gái. Con gái là Thảo Tiên và con trai là Hiếu Nguyễn. Gia đình nhà chồng Hà Tăng luôn vui vẻ, ngập tràn tiếng cười. Các anh chị em tình cảm thân thiết, yêu thương nhau. Đặc biệt các thành viên trong gia đình chồng Ngọc Nữ đều có điểm chung là đam mê thể thao, ẩm thực và du lịch. Mẹ chồng thật sự của Hà Tăng quyền lực giàu có đến phát hoảng. Mẹ ruột của Lô Uyên Nguyễn là bà Christina, hiện đang sinh sống tại Philippines. Được biết, ông Hạnh Nguyễn gặp và kết hôn với bà Christina ở Mỹ, sau đó cả hai chuyển về Philippines sinh sống. Bà Christina là cháu họ của cụ đệ nhất phu nhân Philippines, Emira Marcos, người phụ nữ đầy quyền lực ở nước này. Bà Emira Marcos là một người phụ nữ nổi tiếng về sự xa hoa giàu có. Sự nổi tiếng của bà gắn với số tiền trị giá 1,6 tỷ đô, sưu tập 4.400 đôi giày, 500 bộ áo ngực màu đen và bộ sưu tập quần áo bằng da và lông thú. Bà còn là chủ nhân của bộ sưu tập các tòa nhà cao tầng ở nhiều nước khác nhau, đồ trang sức quý hiếm, các tác phẩm hội họa. Theo lời một nhân viên thường tháp tùng Emira Marcos, mỗi lần đi ra nước ngoài, bà thường tới các cửa hàng cao cấp. Nếu thích gì, từ áo khoác lụa, ví da hay giày dép, bà sẽ mua 10 chiếc một. Nếu còn chút do dự thì mua 5 chiếc. Bà Christina đã sinh cho ông Hạnh Nguyễn 6 người con, trong đó có 3 trai 3 gái, và Lô Uyên Nguyễn là con trai thứ hai. Nhiều năm trước khi ông Hạnh Nguyễn về Việt Nam lập nghiệp, bà Christina đã cùng các con đến thăm ông. Những người từng gặp mẹ của Lô Uyên Nguyễn đều chung nhận xét, dù đã sinh nở 6 lần nhưng bà rất trẻ, dáng người thanh thoát, có vẻ đẹp quý phái và làn da trắng mịn. Hiện tại bà sống ở Philippines cùng 3 cô con gái. Còn các con trai bà sang Việt Nam giúp bố kinh doanh. Anh em chồng toàn đại gia ngầm đầy bí ẩn. Trước Lô Uyên Nguyễn là anh cả Henry Nguyễn và người em út Philip Nguyễn. Hiện cả ba cậu con trai của Jonathan Hạnh Nguyễn đều làm việc tại tập đoàn EBB. Henry Nguyễn là con cả được nhận xét là đẹp trai nhất. Hiện đã lập gia đình sống tại Philippines. Philip Nguyễn sinh năm 1986, cũng giống như anh trai của mình. Philip là người Philippines gốc Việt, là một doanh nhân trẻ thành đạt và được thừa hưởng nhiều thương hiệu thời trang đắt tiền Christina Dior, Chanel, Zara, Lancôme, Nike. Hiện anh là đại diện lớn nhất của thương hiệu Nike tại Việt Nam. Ly hôn xong, Bảo Duy đã kịp lấy vợ mới. Không ngờ chồng cũ ngoại quốc bỏ Phi Thanh Vân sau hai lần sảy thai sống thế này. Mới đây mà Phi Thanh Vân đã chia tay được 5 năm, cùng xem chồng cũ của cô hiện tại ra sao. Trước khi lấy Bảo Duy, Phi Thanh Vân từng kết hôn với một người đàn ông mang quốc tịch Pháp có tên Thierry Ballard. Cưới từ năm 2008 và sống chung được 4 năm, thì hai người chia tay. Nói về lý do không sống được với nhau, dường như Phi Thanh Vân có khá nhiều thứ để kể, như bất đồng văn hóa, ngôn ngữ, thiếu sự quan tâm. Và thêm một số lý do nữa, đó là con cái. Điều để ràng buộc mối quan hệ thì Phi Thanh Vân lại không có. Trong suốt 4 năm chung sống, Phi Thanh Vân đã bị sảy thai 2 lần. Đây cũng là một trong số những điều khiến cô rất buồn và bị stress. Phi Thanh Vân và chồng cũ mang quốc tịch Pháp. Cô và chồng hai Bảo Duy cũng đã ly hôn, hiện tại anh cũng đã kết hôn với người khác, còn Phi Thanh Vân thì chưa có mối tình tiếp theo. Sau khi chia tay chồng cũ, chỉ có Phi Thanh Vân là xuất hiện đều đặn trên báo và mọi người dần quên đi người đàn ông mang quốc tịch Pháp kia. Cùng xem lại từ lúc chia tay tới hiện tại thì chồng cũ Phi Thanh Vân sống như thế nào. Vậy là sau tổng cộng 4 lần sảy thai thì Phi Thanh Vân mới hạ sinh mẹ tròn con vuông bé Tấn Đức với chồng mới. Sau khi chia tay, chồng cũ Phi Thanh Vân sống độc thân vui vẻ. Anh thường xuyên hẹn bạn bè đi ăn, ngoài ra còn hay đến các địa điểm giải trí ở Việt Nam. Chồng cũ Phi Thanh Vân vui vẻ với bạn bè ở Việt Nam. Trước khi cưới Phi Thanh Vân, người đàn ông này cũng từng có vợ và con. Có thể thấy người đàn ông này thường xuyên tụ tập đi chơi với bạn bè. Sau khi chia tay, có khá nhiều bóng hồng xuất hiện bên cạnh Thierry Ballard. Có lẽ chỉ là chụp ảnh thân mật, còn Thierry chưa hề nghĩ về chuyện đi bước nữa. Các cô gái gợi cảm thường xuyên xuất hiện trên Facebook của chồng cũ Phi Thanh Vân.
Vì sống độc thân nên chồng cũ Phi Thanh Vân khá rảnh, anh có thời gian đi tập thể dục và du lịch những nơi mình thích. Ngọc Trinh lại phát ngôn gây sốc, mua nhà 40 tỷ bằng cách xin tiền bạn trai và kinh doanh. Nữ hoàng nội y tiếp tục nhận được không ít gạch đá vì phát ngôn thật như đếm của mình. Ngọc Trinh là cái tên vô cùng hot đối với khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Không chỉ nổi bật nhờ nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, mà Ngọc Trinh còn khiến khán giả chú ý bởi những phát ngôn thật thà đến mức ngây ngô. Sau những câu nói gây bão cộng đồng mạng như không có tiền thì cặp đứt mà ăn, tôi có vòng ba đẹp tự nhiên nhất Việt Nam, hay tôi không có ấn tượng gì với mẹ ruột, thì mới đây nữ hoàng nội y lại nhận thêm không ít gạch đá khi chia sẻ về kế hoạch mua nhà 40 tỷ bằng cách xin tiền bạn trai và kinh doanh. Cụ thể, Ngọc Trinh tham gia một lớp học làm giàu và cô tự tin đứng bục thuyết trình về mục tiêu mua nhà 40 tỷ để bố mẹ lên sống cùng. Theo đó, người đẹp Trà Vinh gạch đầu dòng ra những nhánh việc cần phải quan tâm để thực hiện được mục tiêu, đó là tiền, thời gian, địa điểm mua nhà, nghề nghiệp và giữ gìn sắc đẹp. Về việc làm thế nào để có thể kiếm được chừng đó tiền trong khoảng thời gian dự định, Ngọc Trinh vẽ ra ba hướng: tự kinh doanh, xin tiền bạn trai, xin tiền ba mẹ. Phương án xin tiền ba mẹ bị cô nàng gạch khỏi danh sách vì ba mẹ không đủ tiền cho. Cô cũng không muốn đi vay bởi cuộc đời em chưa bao giờ biết đi vay. Bởi vậy, hai phương án xin tiền bạn trai và kinh doanh là khả thi nhất. Ngay sau khi nữ hoàng nội y phát ngôn xin tiền bạn trai để thực hiện mục tiêu của mình đã khiến những học viên có mặt ở lớp bật cười vì quá thẳng thắn. Bên cạnh xin tiền bạn trai và kinh doanh, Ngọc Trinh cho biết cô sẽ bớt mua hàng hiệu, bớt đi du lịch một chút. Việc giữ gìn nhan sắc được Ngọc Trinh đánh giá là vô cùng quan trọng, bởi tất cả mọi thứ nghề nghiệp, kế hoạch của cô đều liên quan đến điều này. Đoạn clip cùng những chia sẻ có phần ngô nghê, thật như đếm của Ngọc Trinh lập tức nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Nhan sắc cô gái đẹp nhất Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam khiến Hoàng Thùy Mâu Thủy phải e ngại. Bùi Lý Thiên Hương được đánh giá là cô gái đẹp nhất nhì cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017. Trong dàn thí sinh nổi bật tại Hoa hậu Hoàng vũ 2017, nhiều cái tên sáng giá như Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Nguyễn Anh, Ngọc Nữ nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Thế nhưng cái tên được rất nhiều sự quan tâm chính là Bùi Lý Thiên Hương. Ngay từ những ngày đầu tham gia cuộc thi năm nay, Thiên Hương đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng. Cô được nhiều người đánh giá là sở hữu gương mặt đẹp nhất nhì cuộc thi, có nét đẹp giữa Lý Nhã Kỳ và Huyền My. Cô sở hữu chiều cao lý tưởng 1m74. Bùi Lý Thiên Hương năm nay 21 tuổi, hiện đang là mẫu ảnh tự do tại thành phố Hồ Chí Minh và đang làm chủ một cửa hàng mỹ phẩm. Thiên Hương từng quay TVC quảng cáo top 12 The Face Online, top 7 The Club Online. Cận cảnh vẻ đẹp của Bùi Lý Thiên Hương khoe dáng gợi cảm với bikini.